Cảm tạ Chúa. Nhà Cha Thiên, chúng con đến với khúc hát tri ân vang tâm hồn. Cảm ơn Chúa, nguyện cho tâm hồn của chúng con luôn ngợi khen Ngài. Nhà Cha Thiên Liêng, con đến khúc hát tri ân vang tâm hồn. Nhà Cha Thiên Liêng, con đến sương ca. Ngày hôm nay tâm con tươi mới, chính Chúa Cha ban tặng. Tâm con hân hoan bởi Cha ban cho niềm vui. Giêsu ban câu hát. Giêsu ban câu hát. Giêsu cho vui mừng. Tâm con hân hoan bởi Cha ban lòng tươi mới. Giêsu ban câu hát. Giêsu cho vui mừng. Tâm con hân hoan bởi Cha ban cho niềm vui. Tâm con hân hoan bởi Cha ban cho niềm vui. Amen. Hallelujah. Chúng ta đi theo Chúa Giêsu không bởi lòng ép buộc, nhưng ấy là bởi chúng ta yêu mến Ngài và muốn hầu việc Ngài. Chúng ta tiếp theo bài số 3, tự nguyện theo Giêsu. Tự nguyện theo Giêsu, tâm quyết luôn theo Ngài. Chí quyết với Giêsu, theo Christ tôi theo hoài. Tự nguyện theo Giêsu, theo Christ luôn mỗi ngày. Trăm bước không lùi lại, nguyện không quay lại. Amen. Dẫu đường đi cô đơn, tôi cứ đi theo Rầy. Dẫu các lối khó khó, tôi cũng cứ đi đây. Dẫu gặp bao thử thách, nào nung chi lòng này. Trăm bước không lùi lại, nguyện không quay lại. Amen. Thập từ ngay trước mắt, dương thế sau lưng này. Cứu Chúa phía trước đây, cõi chết phía sau này. Cuộc đời này tân sinh, vui sống chẳng chi tày. Trăm bước không lùi lại, nguyện không quay lại. Cuộc trần này không trôi, bởi có Giêsu rồi. Ôi hallelujah, tôi có Giêsu rồi. Cuộc trần này buông trôi, bởi có Giêsu rồi. Trăm bước không lùi, ngàn bước không lùi. Trăm bước không lùi, ngàn bước không lùi. Amen. Xin cho chúng ta cứ vững tin nơi Ngài, để rồi chúng ta sẽ bước đi theo Chúa một cách ngay thẳng và không ngớt lời để ngợi khen Chúa. Cảm ơn Ngài. Chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa và xin chúng ta sẽ cầu nguyện qua những lời thờ phượng. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa bài 115, Chúa sẽ mở lối cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa là đấng quyền năng, đấng sẽ mở lối cho chúng ta trong những nơi mà chúng ta không còn lối. Đó là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Cảm ơn Ngài. Chúa sẽ mở lối đi. Cảm ơn Chúa. 115. Chúa cùng đi với tôi. Cảm ơn Ngài. Chúa cùng đi với tôi, nơi dưới đời tâm tôi mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên, Giêsu sẽ mở lối cho tôi. Chúa hằng chăn dắt tôi, giữ tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên. Nơi chông gai khô khan, Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoang vu, Chúa khiến suối reo vui tươi. Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng lời Chúa vẫn không đổi rời. Ngày hôm nay, Ngài ban ơn đổi mới.
Chúa cùng đi với tôi, nơi như giường tăm tối mịt mù. Là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên, Giêsu sẽ mở lối cho tôi. Chúa chăm dẫn tôi, giữ tôi gần bên Chúa mỗi ngày. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên, Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên. Amen. Hallelujah. Và Chúa cũng là đấng ban ơn cho chúng ta là những người khiêm nhường, nhưng Chúa cũng là đấng chống cự những kẻ kiêu ngạo. Vì vậy khi chúng ta đến với Chúa, xin mỗi tấm lòng của chúng ta sẽ cùng hạ xuống trước mặt Ngài, và chúng ta sẽ nhìn lên Cha Thánh của chúng ta. Bài 118: Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Amen. Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trước vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa yêu dấu. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi bình hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trước vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính, lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa yêu dấu. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha. Xin Chúa cho lòng của chúng ta như lời bài hát này. Quả thật mọi sự sẽ tan biến trước thiên nhan của Ngài, vì sự vinh hiển hầu đến, thật là sự vinh hiển mà chúng ta trông đợi. Cảm ơn Chúa, xin cho lòng của chúng con cứ tôn kính Chúa không thôi, để rồi chúng con cứ bứt phá tâm linh của chúng con để hướng về Ngài, cảm tạ Ngài. Từ đây chúng ta cùng một lần nữa xin trân trọng kính mời trưởng lão Vũ Văn Long sẽ cầu nguyện để rồi chúng ta đến với lời của Ngài. Hallelujah, hallelujah. Cùng đời khen Chúa. Amen. Chúng kính lạy Cha thiên thù của chúng con trên trời. Ngài đã đến để tạo dựng trời đất vũ trụ muôn vật và muôn loài. Phải thưa Chúa. Ngợi khen Cha. Cứ mỗi buổi sáng mà Ngài xin thức con thầy như vậy, con tìm cầu Ngài, con tìm kiếm mặt Ngài, thì chúng con hằng mơ vời cho hết đời sống của chúng con trong thánh tay quyền năng của Ngài. Amen. Xin Ngài dẫn dắt và đưa chúng con đến mẹ được bình tĩnh. Ồ đúng vậy Chúa. Phải thưa Chúa.
bởi vì con là dân sự của Ngài, nhưng được đưa là trong đồng cỏ xanh tươi và mẹ người chính vì vậy mà Ngài ban phát cho con trong lòng chúng con đầy giấy miệng con nói đúng vậy. Tất cả những gì mà chúng con có mà trực tiếp trong lòng chúng con đúng vậy. Chúa Giêsu ơi, hallelujah, hallelujah. Bởi vì dù muốn dù không gì bây giờ trước mặt con Ngài nhận chúng con là con của Ngài, thì chúng con là gia đình của Chúa, con cái của Ngài, là gia đình Ngài, cha dạy, cha nói, cha kêu là chúng con phải vâng lời chúng con nghe Chúa. Chính vì vậy luôn luôn chúng con bao giờ cũng là đền thờ của Ngài, chúng con không bao giờ phải đi trước, đi sau, đi ngang, đi ngược. Cô phải để ý và phải giữ cho mẹ cho đừng phạm tội cùng đền thờ mời Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Vâng, chúng con là thân thể của Ngài. Bởi vì nếu mà bây giờ cái tay nó đau thì chẳng lẽ trong người có không nhức nhối sao Chúa? Tay Chúa đau mà, tay đau tất cả thân thể của người con là một trong chi thể của Ngài, và chúng con phải làm sao mà đưa sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con phải làm cái ánh sáng tỏa sáng ra trong thế gian để cho thế gian thấy rằng chính con là con cái của Ngài. Và xin Chúa hãy để chúng con giữ được chúng con làm sao cho đến hơi thở cuối cùng để con được trở về với Chúa và làm nạc dâu của Ngài. Bởi vì Ngài đã gần rồi, thời giờ cũng đã gần rồi, cũng sẽ trở lại thế gian này và Chúa cất đi tất cả, giống như là rửa sạch cái thời Noe, mà sẽ rửa sạch hết cái đất này để còn lại con cái của Ngài, hậu nhân của Ngài trên thế gian, trên thế đất này. Cảm ơn Chúa. Rồi sự tan nát Chúa sẽ rửa sạch hết. Vì vậy chúng con cố gắng để giữ mình, hãy soi gương để giữ mình đứng cho vững. Chúng con sợ con nhà trước khi về với Chúa. Lệ Chúa xin thương xót cho chúng con. Ngài cũng dùng hết toàn anh em của chúng con trong hội thánh ở tại hội môn này, rồi tất cả con cái Chúa ở Lâm Đồng, tất cả những người mà có lòng với Ngài trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin Ngài hãy nhìn họ trong tình yêu thương của Ngài, trong dòng huyết thánh của Ngài và trong nắng quyền của Ngài. Xin nhìn họ cho đến khi họ được về với Ngài. Chúng con có bao nhiêu lời hiệp mộng để dâng Chúa lời cầu trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa và tiếp tục trở lại với Thi Thiên chương 18 từ câu 23 để suy gẫm trong lời của Chúa, để xin Thánh Linh Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những điều mà chúng ta sẽ thưa với Ngài và với nhau. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Câu 24 rồi. Vì vậy Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhập nghiệp lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Chúa hấp đẹp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đảo biên, cảm ơn Chúa. Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Amen. Gần Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là tròn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái chiên cho những kẻ nào đưa nấu mình nơi Ngài. Amen. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn?
Amen. Đức Chúa Trời thắp lưng tôi bằng năng lực và ban lời bằng lưng tôi. Amen. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Cảm ơn Ngài trật tay tôi đến dậy, đến đôi cánh tay tôi dương nổi cung đầu. Amen. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên. Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Amen. Chúa mở rộng đường tôi dưới bước tôi, chân tôi không siêu tỏ. Tôi rượt đuổi kẻ thù vì tôi mà theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lụng chúng nó đến nỗi chúng nó không thể nhận lại được. Chúng nó sai ai dưới chân tôi. Vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ thù nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xoay lưng cùng tôi, còn những kẻ ghét tôi đã diệt, tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu nhưng chẳng có ai cứu cho, chúng nó yêu cầu Đức Giê-hô-va song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ phàn nàn đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Chúa vàng chống đáng người khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu đôi tôi được tôn ca. Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Ngài hãy cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Hoặc Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, với Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài những đức dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa về lời cũng là sự nhắc nhở cho đời sống của chúng ta, và xin Chúa Thánh Linh sẽ tỏ bày để chúng ta cũng sẽ biết được điều mà chúng ta sẽ thưa với Chúa, và cũng chia sẻ những cái điều Chúa tỏ bày cho chúng ta với anh em. Cảm ơn Chúa. Trong thời gian chờ đợi anh chị em suy gẫm thì tôi cũng được Chúa cảm động lòng tôi trong câu 24 cho đến câu số 27 luôn. Đây là điều mà Chúa cũng nhắc nhở. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhạt nhẽo lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Suy gẫm về bốn câu kinh thánh này thì quả thật là mình thấy có một cái sự thường thiện cho những người sống theo điều mà Chúa muốn, thì quả thật là có một cái sự đáp trả của Đức Chúa Trời. Ở đây thì tôi cũng đọc luôn trong cái bản của bản dịch mới thì rất là hay ở chỗ là Chúa bồi thường cho tôi tùy theo sự công chính của tôi, tùy theo tay trong sạch của tôi trước mặt Ngài. Và nếu như mà nói về cái sự trong sạch thì thật sự là con người của chúng ta thì quả thật là chúng ta có làm tốt đến đâu thì cũng không thể trong sạch được, đúng không? Nhưng mà qua thời Tân Ước thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu cũng đã có lời hứa cho chúng ta, đó là các ngươi đã được trong sạch vì nhờ lời ta phán bảo cho. Cảm ơn Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta
có lời của Chúa sẽ làm cho cái tấm lòng của chúng ta được gột rửa, được thay đổi khi mà chúng ta nhờ lời của Ngài. Và chắc chắn là Chúa là đấng sẽ thành tín với lời của Chúa. Như ở trong bản dịch Công giáo thì nó là: trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Thật ra thì con người có cái câu nói gọi là nhân vô thập toàn, nhưng mà ở đây thì bản dịch của Công giáo thì David lại nói là tôi là kẻ thập toàn. Thế thì David có phải là kẻ thập toàn đúng không? Chắc chắn là không đúng không? Nhưng mà ông ta nói là trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn. Đây là cái lời mà đức tin, và đây là cái lời được sự khải thị. Amen. Tại vì nếu như thời kỳ của Cựu Ước thì chúng ta thấy rằng trước đó chúng ta đọc tiếp những cái câu trên thì chúng ta thấy là ông ta là người không có làm theo cái sự mà xấu xa, rồi ông ta giữ mình theo luật lệ, theo luật pháp của Chúa. Nhưng mà thật sự là chúng ta cũng thấy rồi, Chúa nói rằng không có một người nào là trọn vẹn, cũng không có một người nào là làm trọn theo như lời Chúa được. Thế thì ở đây thì David lại nói cái điều này thì mình thấy đúng, quả thật là ông ta có cái sự khải thị của Chúa. Nên ông ta nói với Chúa, mình dùng cái từ gọi là nói một cách rất tự nhiên và rất là mạnh miệng, đúng không? Nói một cách giống như là không có cái sự gượng ép ở đây. Và đúng quả thật, Chúa đã mở miệng David để nói cái điều này. Khi ông ta đang đứng trước kẻ thù nghịch của ông, và rất là nhiều những con người muốn mưu hại, nhưng mà Chúa đều làm cho ông được thành công. Bởi vì cái sự nhờ cậy Chúa là cái điều mà Chúa đẹp lòng. Amen. Và tôi nói rằng cái người khiêm nhường không phải là cái gì ghê gớm, mà người khiêm nhường tức là người vâng lời Chúa và người luôn nấp mình ở trong Ngài. Đó là người khiêm nhường. Chứ không phải khiêm nhường là chúng ta tỏ mình ra là cái gì đó mềm mại, dịu dàng, rồi êm ái, yên tĩnh. Những điều đó nó chỉ là cái dấu hiệu để mà thể hiện ra bên ngoài. Đó là thuộc tính của sự khiêm nhường, nhưng không có nghĩa là bản chất của sự khiêm nhường. Vì cũng có những con người khiêm nhường giả bộ cũng rất hay. Nhiều khi họ đóng kịch cũng rất giỏi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trước mặt Chúa chúng ta không thể qua mặt Đức Chúa Trời được. Và Ngài biết rõ những điều ở trong lòng của chúng ta. Thế thì đây cũng là cái điều mà Chúa cũng bày tỏ trong câu 25 thì lại nói là: với người trung tín, Ngài là đấng thành tín. Với người chọn đạo, Ngài là đấng chọn lành. Trong một cái bản dịch này thì lại nói một cái điều rất là sáng ý cho chúng ta thấy là: với người trung tín, tức là chúng ta cũng thấy rồi, cái sự trung tín của chúng ta là điều mà rất là quan trọng. Khi chúng ta trung tín là đồng nghĩa chúng ta đã thể hiện lên chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng ta là đền thờ của Chúa và chúng ta là một phần ở trong Chúa. Và chúng ta cần Chúa đồng nghĩa là chúng ta sẽ cần đến nhau. Nên là trong Roma chương 8 câu 28 thì Chúa cũng nhắc nhở là mọi sự hiệp lại thì làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Và nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ hiệp lại với anh em. Nhưng mà không yêu mến Chúa thì chúng ta cứ muốn né tránh đi, cứ muốn xa cách đi. Nên chúng ta thấy ở trong Công vụ đoạn 5 câu 13 thì chúng ta thấy không có nhiều người để dám nhập bọn với môn đồ, còn dân sự thì lại cả tiếng ngợi khen. Nó là dân sự thì nó chỉ ngợi khen Chúa thôi. Dân sự thì chỉ biết là đúng, nhìn qua các môn đồ của Chúa và họ được bắt phục và họ được cái tấm lòng để mà ngợi khen. Chứ không thể bắt dân sự đi vào cái nhìn như môn đồ được, đúng không? Nhưng mà dân sự sẽ nhìn thấy cái điều mà môn đồ của Chúa hiệp lại với nhau, họ sẽ cả tiếng ngợi khen Chúa. Đó, như bây giờ chúng ta mỗi buổi sáng cảm ơn Chúa, Chúa đánh thức chúng ta dậy. Nhưng mà dân sự của Chúa thì không phải dễ gì họ dậy được như vậy, đúng không? Nhưng mà họ cảm ơn Chúa khi nhìn thấy những công việc của chúng ta ở đây thì họ cũng cảm ơn Ngài. Họ biết được cái điều mà Chúa đã sử dụng chúng ta. Chỉ có những môn đồ của Chúa thì mới theo Chúa được. Amen. Còn nếu mà chúng ta làm tín đồ thì chúng ta chỉ thôi thì cứ chủ nhật thì đến nhóm, rồi thứ ba, thứ năm hàng tuần chúng ta cũng trung tín, thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà để mà chúng ta hiệp lại được với nhau thì đây là cái điều không phải dễ. Bởi vì Chúa nói rằng chúng ta đi theo Chúa là chúng ta phải từ bỏ thậm chí là cả gia đình, người thân trong cuộc sống của chúng ta cũng phải từ bỏ để rồi chúng ta
đi đến cái sự trọn lành của Ngài, đó là chúng ta hết lòng, hết linh, hết trí và hết sức lực. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với người chọn đạo thì Ngài cũng là đấng chọn lành. Cảm ơn Chúa. Thế nào là chọn đạo? Thì chỉ có những người mà sống yêu mến Chúa, tức là những người mà muốn sống cho Chúa, thì những người đó mới có thể là những người Chúa nói là chọn đạo. Tức là chúng ta chọn thành với Chúa, chúng ta muốn dâng đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn, tức là chúng ta không có xây hướng một cái điều gì khác ngoài Ngài, mà đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải rứt giấy lên. Như tôi thấy ở đây thì có những anh em, Chúa cũng đưa vào cái điều để rồi Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn, chứ còn chúng ta thì không làm nổi đâu, và chúng ta cũng không muốn. Nhiều khi Chúa biểu chúng ta làm cái điều này nhưng mà chúng ta lại muốn làm cái điều khác. Nhưng mà Chúa đã khởi làm việc lành trong đời sống của những kẻ tin như chúng ta, thì Chúa cũng sẽ là đấng làm cho chọn. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta chỉ hướng đến Ngài, chúng ta chỉ nghĩ về Ngài, và chúng ta để cái con mắt tâm linh của chúng ta dõi theo Jesus Christ, thì Chúa là đấng sẽ làm cho nó được trọn vẹn. Câu 26 thì nói rằng với người trong sạch thì Ngài là đấng trong sạch, với người xảo quyệt Ngài sẽ đối xử nghiêm minh. Thì đúng là quả thật là nó có một cái sự gọi là báo ứng nhãn tiền rõ ràng. Chúa sẽ thưởng cho những người có cái sự đối với Chúa như thế nào, Chúa sẽ đáp lại như vậy. Thế thì mình mới thấy là đây là một cái điều kiện rất là rõ ràng. Như ở trong Gia Cơ chương 4 thì câu số 8 Chúa cũng bày tỏ là hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài mới đến gần anh em, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đọc một vài câu kinh thánh để nó làm hỗ trợ Chúa ở luôn với chúng ta, rồi Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với mỗi chúng ta. Đúng, điều đó không có gì sai. Nhưng mà chúng ta có chịu ở với Chúa hay không? Đúng không? Nhiều khi thì Chúa bảo là Chúa ở với chúng ta, nhưng mà chúng ta thì lại không muốn ở với Ngài. Thì Ngài đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta thì lại đến đâu? Chúng ta lại đi chỗ khác. Đúng không? Thì rõ ràng là Chúa thì muốn ở với chúng ta, nhưng mà chúng ta thì lại rõ ràng là chúng ta lại né đi. Chúng ta lại muốn chạy, chúng ta không muốn đến với Ngài. Thì rõ ràng là người yêu của chúng ta đến thăm chúng ta, muốn đến, coi như là muốn bày tỏ cái tình yêu của Ngài đối với mình, nhưng mà mình thì lại né tránh đi. Thì đó là cái điều mà Chúa cũng nhắc nhở, để rồi chúng ta xin Chúa sẽ cho chúng ta cái tấm lòng yêu Chúa như Chúa đã yêu chúng ta vậy. Câu 27 thì nói rằng vì Chúa cứu dân bị khốn khổ nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Bởi vì như tôi nói là cái người khiêm nhường, tức là người biết nhờ cậy Chúa. Amen. Và người mà kiêu ngạo là người không biết nhờ cậy Chúa. Thế thôi. Nhiều khi trong đan đề thì cố gắng để dùng sức mình để thay đổi cái hoàn cảnh, hoặc là giống như là mình bởi cái sự khôn ngoan riêng để rồi chúng ta cứ theo cái cách của mình, thì điều đó nó cũng rất là nguy hiểm. Thế thì Chúa nói là Chúa cứu dân bị khốn khổ, và đúng quả thật như Esai thì Kinh Thánh bày tỏ là mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì Ngài cũng không vui vẻ, và Ngài cũng cũng khốn khổ với chúng ta trong cái điều mà chúng ta bị khốn khổ đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có xây hướng về Ngài không? Tại sao Ngài khốn khổ? Là bởi vì chúng ta khốn khổ mà chúng ta không chịu nhờ cậy Chúa, thì cái sự khốn khổ đó chúng ta lại càng khó khăn hơn nữa, và chúng ta càng cố gắng để mà vùng vẫy với sức riêng thì chúng ta càng khốn khổ hơn. Thế thì Chúa vẫn thương xót, nhưng mà Chúa nói là Ngài sẽ sụp bắt kẻ tự cao. Trong câu 27 của cái bản dịch này thì nói rằng nhưng hạ những kẻ có mắt tự cao xuống, hoặc là hạ những kẻ coi như là tức là bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Thì giống như bản dịch Công Giáo dịch cũng rất là thế. Thì chúng ta đôi khi cái sự khiêm nhường đối với Chúa là một điều rất là quan trọng, và cái sự khiêm nhường nó cũng được thể hiện ra cả cái đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái sự mà kính sợ Chúa thì chắc chắn là những cái sự kiêu ngạo ở trong chúng ta nó sẽ phải bị hạ xuống, để rồi Đấng Christ sẽ được làm Chúa, làm Thánh ở trong lòng chúng ta, và chúng ta sẽ tôn cao Ngài đúng nghĩa như điều mà Chúa đã bày tỏ trong lời của Ngài. Nên là xin Chúa cũng ban cho chúng ta đức tin để rồi chúng ta luôn núp mình trong bóng cánh toàn năng của Ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Con xin dựng nói lên trong lòng mình, nói ra những điều mà Đức Chúa Trời đã dạy. Amen. Hallelujah. Vậy thì trừ ra Đức Chúa Trời, ai là Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời lại là Đức Chúa Trời nha. Thì là ngài của ta. Ngoài trừ Đức Chúa Trời, chúng tôi ai là hòn đá lớn? Amen. Ra là tất cả những cái sự việc đây trong này, chúng ta có thể sao lại nói mà là chân tôi lại như chân con lai ca, và để tôi đứng trên nơi cao của tôi, ôi sung sướng vô cùng. Amen. Rồi là ngài đến chiều và ban cho vua ngài sự giải cứu lớn lao và làm cho đến chịu sức giàu của ngài, tức là vua đấng, và cho dòng dõi người những đời đời. Đây, cái giai đoạn này, giai đoạn vua Solomon bị con trai đuổi, sắp chết rồi, thôi cái kiểu này là tiêu rồi, cái không cách gì nữa, kêu gọi Chúa Trời, rồi Chúa Trời cũng sao, cứu, và chính thằng con bị treo cổ trên đỉnh cây, treo cổ trên đỉnh cây luôn, và thành ra chính vì vậy, từ cái bây giờ ta đây thì qua bài giảng của tôi thì thấy rằng là nếu mà David, vua David được sức giàu, tức là David sẽ là trở thành là thân thể của Đức Chúa Trời, là thân thể của Đức mà là con của Chúa, vậy là lại là đền thờ của Chúa Trời, thì làm sao hãy bỏ? Thì đến bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy bây giờ trên thế gian này nhiều thờ của Chúa rất nhiều. Sáng nay tôi mở Facebook tôi coi thì có những cái tượng Đức Mẹ mà chảy máu mắt, không thể cho ông nào quay được Facebook đàng hoàng, chảy máu mắt. Cái chuyện mà bây giờ thế gian nó không tin cái chuyện mà bà Maria đồng trinh mà chúng thay bởi lời mà đẻ Chúa Giêsu, và thế gian không tin. Thế bây giờ cái dân vô tín thông tin, thế bây giờ nó đang thờ phượng Chúa, nó tự hào rằng là nó là người thờ phượng Chúa, mà nó làm bức tượng lên, nó làm sao cái máu chảy ra, nó quay phim trên Facebook lên, những phép lạ của Đức Chúa Trời, rồi không biết lên hình ảnh như thế nào mà nó để trên một cái tượng đài to, cái nhà to khổng lồ, thấy hình những mẹ Maria đi chung quanh mà nó quay phim đào hoa, hình bóng quay đào hoa. Thật ra là bây giờ nếu mà đời người ta nói thế gian nó gọi nó là mị dân, hay là bây giờ nếu trong thứa thì nói nó là cái gì, nó về công đường, nó làm cho cái chương trình của Chúa, nó bẻ cong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Vì vậy hỏi rằng làm sao mà nói rằng là để mà được ứng nghiệm như trong Thi Thiên 18 này mà Chúa sẽ cứu, Chúa sẽ đẩy tiên, không bao giờ nói. Bởi cái dân vô tín, làm sao mà có được cái việc đến quỳ đến đầu mà mẹ nói sáng cầu nguyện, trưa cầu nguyện, tối cầu nguyện, lúc nào cũng làm có Chúa. Mày đã chắc được chưa? Và đã chắc được chưa? Thế bây giờ đưa ra cái ơn phước mà như cô Tám được thì có ai được không? Sáu gia mà được không? Cô Sáu con cô Giang được không? Được. Nó khó.
Thành ra là Đức Chúa Trời là sao? Là đấng sẽ coi được, nhìn thấy được trong lòng của mỗi con người. Rồi, không phải nói rằng là vì sao vậy? Muốn muốn nói sao nói, muốn cái gì cũng được. Là chính vì vậy mà Chúa đã khẳng định chúng ta lòng người với Chúa trá mọi vật. Cái khổ, khổ cái điều đó Chúa là. Và đến ngày sau lúc này rồi Ngài cũng phải khẳng định rằng nếu bây giờ chúng ta còn nhanh chân thì còn kịp, sắp chết rồi, sắp đến hơi thở cuối cùng rồi, mà tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ được nhìn thấy Chúa đến được, tôi biết được được chết, thì cái điều đó là điều cầu nguyện mong ước tôi chỉ đó. Còn được về với Ngài hay không, cái điều đó là do Ngài tạo quyền, do Ngài về. Ngài là đấng công bình chứ không phải là Ngài đấng mà nói là bây giờ bỏ đô la ra để mua lệ Ngài cho mà nó thiên đàng không có, có thể mua thế gian chứ không bao giờ mua được thiên đàng, là do năng lực của mình, do đức tin của mình, do lòng của mình đối với Chúa. Đấy. Đấy, chính vì vậy mà Ngài nói trước cái thành Sodom á, Sodom mà Chúa phá sạch phạt nó như thế nào, thì cái ngày cuối cùng Ngài trở lại thì trái đất cũng sẽ bị im, bị thiêu đốt, bị chết dã man tàn sát. Cái người bị con và hồ lửa vậy, nhưng mà con cái của Ngài thì sao? Ngài sẽ đỡ, Ngài sẽ có khiêng đời à, Ngài là cái khiêng cho những kẻ nương nấu mình nơi Ngài. Chúng ta sẽ được Ngài đời nhập nếu chúng ta có làm thành chính vì vậy chúng ta phải thấy rằng thấy được Ngài lời chúng ta, bởi vì chúng ta nghe là nghe rồi đức tin đến bởi chúng ta nghe, nghe lời Ngài thì tất cả mọi chuyện nó đều phải ứng nghiệm như kinh thánh, như lời của Ngài. Mà lời Ngài là lời thánh chứ không phải lời thế gian. Bây giờ tôi nói bị thằng anh Mai đi cà phê nghe, cái tối nay cái tự nhiên tôi đi chơi đâu đó đặt bàn cái đầu xong rồi sáng mai bỏ sáng tôi cũng sáng và nhưng với Ngài cũng có mình làm một kiểu đó thôi thì chết. 4 giờ sáng vậy tôi kêu ông bà vậy cũng đồng ý rồi, cái nằm bật làm bạn nằm bật làm bạn làm thì hỏi sang Chúa nào mà Chúa tôi thế gian thì mình chưa chịu được, mình nói gì Chúa và chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, mà những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh này là dạy dỗ mình đó, chứ không phải là hình ảnh để mình đi nói. Mình đi nói đầu này nói đầu kia để cho người ta nghe, mà là hình ảnh dạy mình, dạy chính mình để cố gắng cái gì cả, cái quyết định mà muốn bên với Chúa là phải có đem hết tất cả tấm lòng và hãy để Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Chứ bây giờ mình cứ nói rằng là tôi cứ dở sách Kinh Thánh ra, tôi dở đầu này đầu kia, tôi đi tìm lời Chúa Chiêu Ba, đi từ miền đông qua tây đông sang bắc đủ thứ trên đời tìm Chúa Chiêu Ba mà không bao giờ có đâu. Đừng mơ, nằm mơ. Là chính vì vậy mà cái Thi Thiên 18 này phải nói rằng nếu chúng ta có lòng với Ngài và ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban cho muôn Ngài sự giải cứu lương lạc và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và dòng dõi con đến đời đời. Thì ta cũng là dòng dõi của David, à, ta cũng là con của Chúa, ta cũng ấy. Ngài sẽ ban cho đời đời, nhưng mà phải làm đúng rồi ý muốn của Ngài. Chúng ta đừng có còn công việc mà nhớ đi rồi sẽ vô thi. Amen. Liệu Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo án cho tôi những vấn đề như cuộc tôi
Ngài lại cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ lấy địch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Lạy Chúa. Cảm tạ Chúa, bởi vì đúng khi chưa biết Ngài thì con lầm lạc. Giờ đây có Ngài thì con được sống, được sự sống bởi quyền năng của Ngài, bởi lời Ngài. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân bước và ánh sáng soi đường con đi. Chúa ơi, con cũng biết rằng đúng 30 người không được mà con được, đấy là điều chắc chắn. Thì có lúc tôi vẫn khẳng định rằng tôi chẳng nghĩ đến sự chết, mà trong khi đó thì mọi người cứ lo sự chết. Thì có hôm nhóm bên chỗ anh Bình, chị Liên chứ, bảo chứ cô không biết để sợ chết, cái nhà phải bán đi, không mấy cái đứa nó còn sống nữa anh. Thứ hai nữa là không biết để là lo chết thì nó tha lôi mình, nó cũng kiếm họ kia. Thế tôi cũng trong lòng tôi cũng nóng nảy lắm, thì báo cáo với lại các con gái Chúa thì tôi bảo sao cứ phải lo chuyện đó nhỉ. Thì vì trong đời tôi về phần cha mẹ tôi nói, nhưng mà về phần chồng con là tôi thấy rõ, tôi nhìn cái chết của chồng của con. Thì lúc khi mà đã sức lực kiệt rồi còn biết cái gì nữa, mà bây giờ Chúa cho mình đầy dẫy sự sống, đầy dẫy Đức Thánh Linh và những cái sự vinh hiển của Ngài mà cứ lo gì đâu. Thế còn tôi cũng hiểu rằng là sáng nay bác Lâm cũng đã, Chúa cũng cậy miệng bác Lâm tỏ ra điều đó đúng thật. Nhiều người không được vinh hiển mà bản thân tôi được vinh hiển vì quyền năng của Ngài. Thế rồi đêm nằm thì tôi cũng nhớ lại là Chúa dạy mình cái gì nhỉ? Chúa dạy mình tin, Chúa dạy mình gần mình vâng, Chúa bảo mình những cái gì? Chúa bảo là đừng ăn củ cúng thì quá dễ, hoặc là Chúa dạy thì Chúa bảo sao làm vậy. Thế nhưng mà còn riêng về cái phần kiêng ăn thì tự dưng tôi suy nghĩ đúng là nó là một cái thật tự giá thật rất là khó khăn. Còn bảo ăn đồ cúng thì cũng là rất là dễ, nhưng cái phần kiêng ăn thì tại sao mình kiêng ăn được. Thế nhưng mà tôi lại nhớ lại con, đúng rồi, bây giờ ấy con chả biết gì hơn hết. Bây giờ để ăn uống thấy ngon miệng, làm xong ăn uống thấy ngon miệng, nhưng mà mẹ không ăn những cái ngày kiêng ăn như vậy. Thế thì bảo không ăn. Bây giờ mình chỉ có vâng lời đấy, vâng lời Chúa làm cho, Chúa làm cho mình không muốn ăn, Chúa làm cho mình không dám ăn. Và Chúa đã làm cho mình được chiến thắng. Và đến bây giờ mình nói thì thực lòng con chẳng làm cái gì hết, nhưng mà con tin Ngài thì con sẽ làm được. Bởi vậy mà Đức Giê-hô-va hằng sống đáng ngợi khen hoàng đã tôi nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu tôi, gửi tôi được tôn cao. Bây giờ mà ai không dám ngợi khen Chúa, bản thân con, Chúa ơi, đúng con cũng hết sức ngợi khen Chúa, nhưng mà cũng không phải là dễ. Nhiều khi biết mình sai nhưng mà khắc phục cái sai cũng chưa được, hoặc biết mình chưa cố gắng nhưng mà khắc phục cái sự chưa cố gắng cũng chưa được. Hoặc là đúng, nếu như cứ ở nhà thì thường thường ấy thì tôi cũng cứ nhiều khi 12 giờ, 1 giờ đêm mới ngủ, thậm chí 2 giờ đêm mới ngủ. Trước khi ngủ thì cầu nguyện, xong sáng dậy cũng không dậy nổi. Nhưng mà như hôm nay cũng vậy, hôm qua nằm ở đây là 2 đêm rồi, đêm cách đây mới dọn nhà đến và đêm nay là qua cũng vậy, mãi được chẳng ngủ được. Nhưng dần dần Chúa cũng cho thiếp đi ngủ được. Mình bảo quái lạ, sao đến cái nhà này như này sao mình khó ngủ thế. Em khó ngủ nằm suy tư. Thế nhưng mà cuối cùng mình vẫn thấy rằng Chúa thương xót, đúng là chỉ có nhờ thương xót của Chúa
mà rồi mình sẽ được thắng hơn mọi sự. Chứ nếu như Chúa không thương xót thì bản thân tôi cũng chẳng ra cái gì, và mình cũng hiểu rằng mọi người cũng chẳng ra gì. Chúa ơi, thật ở như vậy, cho nên là lời của Đức Chúa Ba đã được luyện trở sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào như nó đừng nơi nào. Cảm tạ Chúa. Bây giờ đây đúng thi thiên đoạn 16 có dạy rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi nương nó mình nơi Ngài. Giờ này mà con không nương nó mình nơi Ngài thì con không biết để con sẽ đi đến cái nào, cũng như là rác rến gió thổi đùa bay đi thôi. Và cũng lại tôi hàng lễ dư ra đến trước mặt tôi chẳng hề rúng động vì Ngài như những tôi. Thực ra mà nói, hôm qua thì tôi có làm chứng là đến bây giờ mà nói trong cả gia đình thôi chứ chưa nói đến người ngoài, và cả chưa hề một ai tin Chúa cả theo cái lời làm chứng của mình. Thế hoặc là ngay cả những người ngoại, người ta ở trong gia đình của mình vậy, người ta làm chứng mình cũng đâu có nghĩ là người ta nói ra những cái điều mình đã làm, nhưng người ta nói ra người đời cũng vẫn không tin. Người ta lại bảo mình ăn bụng, thế mà người ta và nhớ bà về bà ấy ăn bụng người làm sao. Thế mà tại sao Chúa lại để cho tôi kiêm lâm ngay tại nhà, chữa bệnh ngay tại nhà, trước mặt đúng là những dân vô đạo, không hề có một ai. Mình lại Chúa làm đến từng đấy phép lạ, nó vẫn cứng lòng, vẫn chưa tin. Thì con cảm tạ ơn Chúa, bởi vì sự thương xót của Ngài đối với con là rất lớn. Trên con cũng được như thế này. Và vua David cũng đã từng nói: thà sao mà thấy cái trời mà giống ở hơn sao mà tay người ta. Thế thì con cũng rất là đã xác định được điều đó, và xin cha cũng lại thương xót để rồi con cũng không bao giờ đổi rời gì hết. Kẻ nào mà đã thề nguyện chẳng hề đổi rời gì hết thì mới được ở trong nhà Đức Giê-hô-va ba. Thì con cảm tạ Chúa, xin Chúa cũng làm thành được đấy. Con cũng muốn đi theo lời và theo sự dạy dỗ của Ngài, chứ không muốn xây nên nhà, xây nên hiểu. Con cũng hết sức là cảm tạ Chúa và ở trên nhà, trên nhà đến đời đời vô cùng. Con cảm tạ ơn cha. Cảm ơn. Trong đây thánh của Ngài là Giê-xu Christ. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Chúng con lớn tiếng ngợi khen Chúa là Cha yêu thương, là Cha nhân từ, là Cha hằng thương xót chúng con. Chúng con ngợi khen và cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu đời đời mà Ngài đã kéo chúng con đến cùng Chúa buổi sáng nay. Để rồi quả thật Chúa ơi, chọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con. Chúa ơi, nếu như Ngài không dẫn dắt chúng con thì chúng con thật sự không hiểu biết Ngài và cũng không có thể bước đi với Chúa được. Nhưng ấy là bởi lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài đã kêu gọi và chọn lựa chúng con từ trước khi sáng thế, để rồi cho chúng con thấy rằng quyền năng của Chúa đã tỏ ra qua chúng con là những kẻ tin nơi danh của Ngài. Và chúng con hằng giữ lời của Chúa ở trong lòng để chúng con không phạm tội với Chúa. Cảm ơn Chúa, một buổi sáng thật là phước hạnh cho chúng con khi chúng con được ở trong Chúa và chúng con được giao thông với nhau ở trong sự sáng của Ngài. Để rồi huyết của Chúa Giêsu Christ sẽ tiếp tục thanh tẩy những cái tấm lòng còn những cái sự xây hướng về thế gian, cũng như là những sự dơ bẩn mà chúng con bị vấn đục. Thì bởi sự giao thông với Chúa và với nhau thì huyết Ngài lại tiếp tục sẽ thanh tẩy và bao phủ chúng con, để rồi chúng con được đầy rẫy ánh sáng của chính Ngài, sẽ chiếu soi vào trong tâm linh của chúng con, vào trong những nơi tối tăm của chúng con,
để rồi được phơi bày ra trước sự sáng của lời. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa buổi sáng nay những con cái của Chúa có những người sẽ trỗi dậy bởi Ngài, thì nguyện Ngài cũng sẽ tiếp tục làm ơn trên đời sống của họ. Và những người nào còn đang ở trong sự yên nghỉ về thuộc thể thì xin Chúa cũng thôi thúc để rồi họ cũng có sự nhìn biết Chúa mà khao khát đến với Ngài. Nguyện Chúa cũng ở cùng với hết thảy các thánh đồ của Ngài buổi sáng nay, họ đi đâu, làm gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, thì nguyện xin cũng vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Cha. Qua lời của Chúa buổi sáng nay, xin Ngài cũng ban cho chúng con sự nương náu ở trong Chúa, để rồi chúng con cứ núp mình ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài, vì Ngài là vầng đá của chúng con để che chở cho chúng con những cái sự mà bão táp sóng gió, để chúng con cứ yên nghỉ ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây chúng con xin dâng đời sống của chính con cũng như là anh chị em con lên trong cánh tay quyền năng của Ngài. Nguyện Ngài tiếp tục dẫn dắt và bày tỏ cho chúng con những điều mà chúng con sẽ bước đi. Chúng con cảm ơn Cha. Nguyện sự bình hiển thuộc về Cha, và Ngài là sự bình hiển của chúng con. Bấy nhiêu lời chúng con dâng lên Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Con cảm tạ ơn Cha những ngày đầu của năm này, chúng con cả đều vượt qua được, vùng dậy được. Cảm ơn Chúa. Rồi nhóm nhau lại. Amen. Được nói chung rồi. Hallelujah. Cha ơi, đúng là chẳng có ai giống như Ngài. Phải Chúa. Chẳng có ai ở Đức Chúa Trời ngoài Ngài ra. Đúng vậy. Xin Cha cũng tiếp tục thương xót và hài vị cho chúng con những sự sẽ xảy đến và dạy dỗ chúng con mọi điều, mà chỉ có sự dạy dỗ của Cha thì chúng con mới được trở nên khôn ngoan thông sáng từ như là. Cảm ơn Chúa. Chúng xin Cha ban lời dạy Đức Thánh Linh và điều kiện phép của Đức Thánh Linh để các con có sức mạnh để nhìn được vui vẻ chịu mọi sự. Đúng bởi Đức Thánh Linh Ngài mà chúng con mỗi ngày được thêm tăng trưởng. Thì xin Cha thương xót. Và qua bài Thi Thiên 18 này, chúng con cũng hiểu rằng với Đức Giê-hô-va nhờ ơn Ngài thì chúng tôi được lập đứng về Ngài ở mặt đi. Tôi bèn bối rối, Chúa ơi, nếu như không có Ngài thì chúng con chẳng làm chi được. Chúng con hết sức cảm tạ ơn Cha vì danh của Ngài và bởi lòng thương xót của Ngài là rất lớn. Để rồi chúng con cũng đã vượt qua được nhiều những sự thử thách để đến với Ngài. Và thời giờ này cũng là thời giờ rất gần rồi. Chúa cũng đang kiếm dâu, chọn dâu. Cũng xin Chúa ở cùng chúng con. Để rồi Chúa dạy dỗ chúng con để trở nên con người thánh chỗ không chỗ trách được, như Cha ở trên trời là thánh. Con cũng chỉ biết xưng lời cầu nguyện và cảm ơn Cha và dâng sự vinh hiển đến ơn Ngài và đời sống của chúng con. Và con vẫn nhớ rằng chính Ngài cũng làm cho chúng con được vinh hiển. Cha sẽ gây sai được như nào. Thật vậy mà con hết sức cảm tạ ơn Cha. Trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah.
Tôi ngợi khen Chúa Trời, Ngài đứng trí cao, Ngài đứng chúng con đang tôn thờ. Ngài đã tạo dựng nên trời đất, vũ trụ muôn vật muôn loài. Chúa ơi, sáng giờ tôi theo ý muốn của Ngài, chúng con được thức dậy và quỳ dưới bệ chân Ngài để đi tìm kiếm Ngài. Ô Chúa, vâng cảm ơn Ngài. Vâng cảm ơn Chúa. Qua lời Ngài dạy dỗ của chúng con tìm kiếm Ngài, cái sự mơ ước của chúng con là được cái sự hiện diện của Ngài. Amen. Ôi Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa. Đúng về Ngài, Ngài che giấu những kẻ vô tín, nhưng mà Ngài sẽ hiện ra và làm công việc đối với những kẻ có lòng của Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngài nâng đỡ và dành cho chúng con những cái khiên của Ngài. Chúa ơi, thì chính vì vậy mà chúng con bây giờ qua cái bài học sáng nay và những cái công việc của chúng sự gây dựng cái đội thánh của chúng con mới thấy được. Từ Đức Chúa Ba ái là Đức Chúa Trời. Ôi Đức Chúa, ngoài Đức Chúa Trời chúng tôi ai là hòn đá? Ôi con lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài chính Ngài, chính Ngài thôi. Chính vì vậy mà sự hiến vinh của Ngài đã được bày tỏ trên hội thánh của chúng con. Đó là đơn cử nhất đáng ra lòng con có đầy, miệng con mới nói ra. Đáng lẽ con nói từ trước đây, thì những cái bài giảng từ trước đây, nhưng mà chưa nói. Hôm nay thì con muốn nói để cho con cái Chúa, người được ơn Chúa, họ thấy rằng, họ biết rằng họ là người được ơn của Chúa. Chúa ơi, ngày xưa mà Chúa nói rằng là để tìm cho đó là bà Sotepla mà để mà ông Eli đã đem cứu nạn nói cho bà ta. Có thấy rằng cái điều đó là Chúa ơi, lời Ngài là lời chân lý mà. Vì vậy chúng con thấu hiểu lời của Ngài cách đó là thì chúng con phải có thánh linh của Ngài giải bày những sự mầu nhiệm, những lời mầu nhiệm và sự mầu nhiệm của Ngài rất khó. Nếu mà Ngài không ở trong con, thánh linh Ngài không ở trong con mà con không là nhân sĩ thực sự của Ngài thì chúng con không là gia đình của Chúa thì cũng không bao giờ có, và không, chúng con không là đền thờ của Ngài thì chúng cũng không bao giờ có cái gì đó. Chính vì vậy qua bài học này chúng con chỉ về quyết tâm tránh xa con đường chăm sóc về xác thịt, để lý thì xác thịt làm chủ dẫn đến sự chết thôi. Chúa ơi, phải tránh xa. Chúng con chỉ còn một con đường thôi, đó là chăm về thánh linh. Amen. Để thánh linh làm chủ hướng dẫn đời sống chúng con, chăm về thiên thượng, con đường ấy sinh ra sự bình an và dẫn đến sự sống đời đời. Amen. Ngợi khen Chúa. Amen. Hôm nay dưới bệ chân Ngài chúng con dâng hết hội thánh của chúng con trai Chúa của Ngài Hóc Môn Đà Lạt, hòa ơn tất cả những người mà con cái Chúa trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin Ngài gìn giữ ở trong danh thánh của Ngài, trong huyết thánh của Ngài và trong tình yêu thương của Ngài. Nhờ thế chúng con hiệp mà có bao nhiêu lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin ban cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha những kẻ phạm tội về cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị xa trước cám dỗ, song Ngài cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah. Sự vinh hiển ngợi khen Chúa Giêsu Christ. Chúc mừng ngày mới. Amen. Cầm